Mình chào tất cả các bác. Chiều nay em test cho một bác. Bác ấy làm phòng hát, bác lấy luôn 5 con xe 9 các bác nhé. Đang nhân viên mấy anh em đang tháo ra để test chuyển cho bác ấy đây. Được một con rồi. Tất cả máy bên em trước khi bán thì cũng khi hàng về là đã được test qua một lần và dán tem các bác nhé. Hôm nay thì trước khi chuyển cho khách lại test lại một lần nữa. Đây, con này lại đang bóc test lại trước khi chuyển cho khách. Test lại hai lần các bác nhé. Hôm nay thì được rồi đấy. 5 con cùng một lúc. Bác làm phòng hát dùng con này thì rất là phù hợp đánh những cái loa full. Đấy, những loa full. Các bác nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất bên em. Bên em thì thật sự là phục vụ rất nhiều hàng cổ cho các bác. Hiện tại thì nắp cho tất cả các phòng hát rồi các gia đình rất là nhiều các bác nhé. Rồi, được chú nữa đây, hai chú. Trước khi về là đã test rồi, bây giờ lại bóc ra test trước khi chuyển. 9 con luôn, à quên 4 con luôn, 4 con xe 9 luôn. Thằng này thì tiếng cực sáng các bác nhé, công suất đánh thoải mái luôn, một đôi 40 hoặc hai đôi 25, ghép với hai đôi 25 đánh thì đẹp. Đấy, đáng test bác thấy ok không, test từng kênh một nha các bác nha. Rất cẩn thận trước khi chuyển thôi nha. Đây, máy thì nguyên thùng các bác nhé. Test từng con một. Con thứ ba rồi đúng không? Rút ra. Từng con một trước khi chuyển đi. Nhanh thôi, test này thì nhanh, hàng chuẩn. Test đi test lại, khi về đã test một lần rồi, bây giờ lại test, trước khi đi lại test lần nữa. CA9. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên em 01657 159 662, 0943 687 690 các bác nhé. Liên hệ trực tiếp. Xin chào tất cả các bác. Hẹn các bác ở những video clip sau.